Hi, xin chào anh em. Hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau đến với con game có tên là Children of Silent Town nha. Là một con game thì kiểu như là mình chạm vào màn hình thôi. Con game này thì mình sẽ đi tìm hiểu về những vụ mất tích của những người dân trong ngôi làng này. Ở đây chúng ta sẽ có 3 file lưu này. It is a known fact that we all have ears to listen and eyes to see. As we get older, our senses go numb and our perception fails us. However, sometimes those who have a great sight look the other way, while those who hear well do not listen. Because more than old age or any kind of illness, fear is often the hardest disease to treat. Ever heard of Silent Town? A handful of roofs standing out in the heart of the forest. Đây là một ngôi làng nằm ở giữa một khu rừng. Only whispers and gasps. Không ồn ào. People enslaved by rules to stay safe. Mọi người sống ở đây một cách yên bình. Day was calm and peaceful. Once night had fallen, you could hear them roar. The monsters. Có những con quái vật nó sống ở xung quanh cái ngôi làng này. Đây là nhân vật chính của mình. Cơn ác mộng đó lại trở lại nữa rồi. Má, quả bóng tí bay vào đầu. Lucy đá quả bóng lại đây là mơ. Nhặt được quả bóng rồi nha, tịch thu luôn nha. Thank you với Lucy. Rồi trả quả bóng cho nó thôi. Làm sao ta? Đây rồi. Ôi, kéo thả, game này mình chơi đơn giản, kéo thả thôi. Thằng này nó cũng gặp những cái ác mộng như là mình ấy. Rồi, bây giờ thì đi chơi trốn tìm thôi. Đây rồi. Chơi ném bóng anh em ạ. Wow, lại mắc quả bóng lần nữa rồi. Nó bay vào cái khu vườn phía trước. Cái bà này giống bà sơ vậy ta. Đi về ăn tối thôi. Có vẻ như đây là mẹ mẹ của con Lucy này anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ về ăn tối và nói tạm biệt với mấy đứa bạn này thôi. Mắc luôn cả bóng. Ôi vậy là thằng kia nó tên là Blue phải không? Wow, một ngôi nhà ấm cúng. Bây giờ thì mình sẽ giúp bà mẹ này vào bếp. Game này nó tự lưu nên mà con mèo này. Christy. Ây. Mèo khó tính. Rồi rồi rồi, vậy thì vào bếp thôi. Bây giờ thì mình phải đi lấy cái gì đó. Là cái này đây phải không? Mấy cái chảo. Rồi có luôn. Đi múc nước phải không ta?
Đây là... Không phải hả? Đưa cái chảo này cho bà, đưa cái này cho bà mẹ phải không? Bây giờ thì mình sẽ cho gỗ vào trong cái lò sưởi này. Gỗ đây phải không? Gỗ đâu? Có khi gỗ để bên ngoài. Đây là cái đàn nè, đi lên trên được luôn. À, đây là phòng có con mèo, chắc là phòng của mình. Rồi. Đây là cái nhật ký của mình hả? Rồi, nhật ký của mình cắt luôn. Bây giờ bạn có thể sử dụng nhật ký ở đây. Đây là nơi mà Lucy viết lại những gì mà cô khám phá được ở trong cái ngôi làng này, trong cái thị trấn này, kiểu vậy. Đây là một cái ngăn kéo, chỉ có toàn là tắt thôi. Bức tranh. Đây là nơi mà cái kia con bé này nó nghe được những tiếng gào ở trong khu rừng. Đây chính là cái con đồ chơi của con mèo. Tại sao nó lại nằm ở đây? Mình phải đem nó cắt đi thôi. Một quả bóng nữa. Con bé này nó thích chơi bóng hả? Đây là quả bóng. Cắt luôn. Ui, xì hơi nó mất tiêu rồi. Tại sao lại xì hơi nó đi vậy? Rồi, đi xuống dưới thôi. Chắc đây là phòng của ba mẹ. Đúng rồi, phòng của ba mẹ bị khó rồi. It's me. À, vậy là con bé Lucy này nó 12 tuổi. Wow, mình nhặt được một cái sticker gì đó. Cái gương này nó làm cho con bé này khi soi vào thì nó cảm thấy cái đầu nó to hơn. Dễ thương quá vậy. Thật sự rất là dễ thương nha. Cái này mình sẽ dán cho con tem vào đây. À, đây là những cái gì nó đã thu thập được. Cái gương này nó thuộc về bà của nó. Một cái gương mà được để lại từ thời của ông bà nó luôn anh em ạ. Rồi đi xuống, bây giờ mình tìm gỗ thôi, tìm gỗ, gỗ ở đâu trời. Nhà con bé này nó có một cái tầng hầm ấy. Mình sẽ đi khám phá xung quanh mọi thứ. Đây là một cái hộp nhạc. Hộp nhạc nó đã bị hỏng rồi. Nhưng mà bà mẹ vẫn giữ nó một cách cẩn thận. À, đây là tủ chén. Rồi. Đây là cái móng ngựa. Rồi, bây giờ thì quay lại với nhiệm vụ chính là mình sẽ đi kiếm gỗ thôi. Kiếm gỗ cho vào trong cái lò sưởi. Đâu? Gỗ ở đâu? Gỗ ở đâu ta? Lửa sắp tắt rồi. Ui, rồi làm sao ta? Làm sao đi ra để mà lấy gỗ nhờ? Đây rồi. Ở ngoài tối lắm. À, mình cần phải ở nhà để cùng mẹ nấu ăn. Thế rồi. Hỏi bà mẹ thế nào. Đây rồi, trong cái hòm này nè. Con mèo nó nằm trên cái hòm này rồi, làm sao đuổi nó ra đây?
Ui lạ quá vậy. À phải rồi, mình sẽ dùng đồ chơi để mà dụ nó. Yeah. Ui nó chạy luôn xuống ở dưới cái tầng hầm rồi. Thôi nào, mình lại thu thập được một cái gì đó, một cái... Ok. Được rồi, bây giờ thì quay lại với việc chính của mình thôi. Mở cái hòm này ra lấy gỗ. Đúng ra thì gọi là củi mới đúng. Rồi, cho củi vào đây. Cẩn thận thôi bỏng tay này. Yeah. Ôi, bây giờ thì mình phải đi xuống dưới tầng hầm rồi. Rồi giờ sao để mà thắp nén đây ta? Nào, đi xuống dưới. À, đây rồi. Có khi mình bỏ nén vô đây nè. Không phải hả? Ui, tối quá vậy. Chắc là con mắt của con mèo. Cái này là gì ạ? À đúng rồi, chắc là mình phải tới chỗ cái bếp ấy, tới chỗ cái bếp để mà mình thắp cái nến này lên. Rồi ok. No. Đúng rồi. Giờ thì xuống hầm được rồi. Yeah. Bây giờ thì đỡ sợ hơn rồi đó. Con mèo nè, con mèo đó nó nhìn thấy cá nè. Mà xuống đây mình lấy cái chảo mà phải không? Bà mẹ bà bảo mình xuống đây lấy cái gì nhờ? Có hay là lấy mấy cái này? À phải rồi. Lấy ngô. Cái này là mình bắp quả bắp ngô mà mình phơi khô đó anh em. Được rồi, chắc như đó đủ rồi. Cá chắc không cần. Rồi, quay trở lại gặp bà mẹ thôi. Có vẻ như hai người này đang giấu con bé này cái gọi là cái bí mật về cái thị trấn này anh em ạ. Bố mẹ đang nói về chuyện gì đó. Hình như có ai đó vừa bị mất tích. Hai vợ chồng này vừa nói đến một người bị mất tích, vừa bị mất tích trong cái thị trấn này anh em ạ. Và sau khi thấy con bé này lên thì họ đã kiểu như là vừa sang chuyện khác. Đâu rồi? Đây.
Đây là xúc xích hay 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 là bắp ngô ta? Xúc xích phải không? Bây giờ thì mình đi lấy cái gì? Ý ông là sao? Mình đi lấy muối anh em ạ. Chắc đây là muối phải không? Chắc phải lấy cái ghế này nè. Con mèo này nó báo hại mày thì chứ. Rồi vỡ mất cái lọ muối rồi. Con làm mẹ lo lo quá. Không sao, tại vì nó cao quá. Cái nhà này nó có một cái lỗ con mèo có thể chui vào được kìa. Con này nó tính đi ra ngoài nhưng mà ở đây có một cái luật là buổi tối là không được ra ngoài anh em ạ. Nhưng mà bên ngoài nhà vẫn sáng mà. Có chỉ ra ngoài một chút thôi, sẽ không đi xa đâu. Xem con nói gì kìa. Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Sau một hồi thuyết phục thì con bé này cũng được ra ngoài anh em ạ. Nhưng mà không được đi xa. Khi nào mà bà mẹ gọi thì cái con bé sẽ về. Ông bố này ông lo lắng cho cái gia đình nhỏ này, ông không muốn con bé này ra ngoài. Con mèo ngốc nghếch đâu rồi nhờ? Con mèo này nó làm cho cái lọ muối rớt vào đầu con bé này. Vậy là bố con bé này nó ổng làm cái như kiểu thợ mộc anh em ạ. Ổng làm bằng ghế, ổng làm những thứ cũng đúng thôi, tại vì họ mọi người ở đây họ sống ở trong trong rừng mà. Họ sống ở một cái thị trấn ở trong ở giữa khu rừng thì cái thứ nhiều nhất là gỗ. Cái kèn bằng gỗ ta. Wow, được thêm một cái sticker nữa. Có rất là nhiều cái sticker ở đây, mình thu thập được hai cái rồi. Ở đây thì mình thu thập được con mèo. Mình bấm vô đây nó có nhạc anh em nè. Cái vòi nước. Ui. Nhện. À, con mèo đây rồi. Có gì trên lông của nó vậy? À, lông của nó chi? Lông của nó toàn là muối thôi. Tên của nó là Squinty. À, lúc nãy nó làm cháu ngã, làm lọ muối đổ lên người của nó. Nó là một đứa mà chuyên gây ra rắc rối. Về sao? Tính tắm cho con mèo này phải không? Cái gì đây ta?
Cái này giống giống như một cái vòng tay nha. Một cái vòng tay kiểu như là một cái tượng trưng thôi. Vật bảo vệ con bé này phải không? Cái gì đây? Đậu. Không rõ lắm. Cái này giống như một cái chuồng chó nha. Nó thật sự là một cái chuồng chó luôn ấy. Một cái chuông này. Nhưng mà nó không thể kêu được bởi vì là ở trong đó nó không có cái quả chuông. À, có một cái tay nắm cửa hả? Rồi giờ sao? Gắn cái tay nắm cửa này vào quả chuông phải không? Rồi, bây giờ thì cái chuông kêu được rồi nè. Ui, rảnh thật chứ. À, vậy là mình có được một cái sticker hình cái quả chuông nữa. Mình thấy có một con vài con game mà sau này là mình có thể chơi nhạc bởi cái mấy cái sticker đó đó. Khá là hay. Để giờ ăn cơm tối rồi về thôi. Come in. Con mèo đó rồi. Chết cha, con mèo nó đi vô rừng rồi. Giờ sao? Rồi đi theo con mèo luôn. À, đây không phải là rừng nha, đây là cái khu vực mà khi chiều mà mình chơi 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 chơi, chơi ném bóng với lại mấy cái đứa bạn ấy. Con mèo đó rồi ta. Mày đâu rồi? Ây da, vừa tối vừa lạnh ha. Twin là mày hả? Ui mẹ, có cái gì vậy? Có cái gì đó đang đang đen nó đuổi theo kìa. Rồi xong, con bé này mất tích rồi phải không? Không, con bé này nó chạy được về tới nhà rồi. Có gì đó ngoài kia. Con mèo nó về rồi nè. Mày làm cho tao lo quá. Rồi bây giờ thì về ăn tối thôi. Má con mèo này phá hoại thiệt chứ. Sau bữa tối là bà mẹ bà cứ ngồi với chơi đàn thôi nên mà đó là một cái gọi là thói quen của bà mẹ. Một cái nốt hình cái bánh phải không? Cái nốt này có gây ra âm thanh không ta? Mẹ chơi thêm một chút nữa đi. Nhưng mà muộn rồi con ạ. À, muộn rồi, bây giờ thì mình phải dọn chén bát thôi. Con bé này nó thích hát anh em ạ. Ok, hát đi. Con bé này thích hát khi mà bà mẹ đánh đàn. Ủa vậy là mình qua chapter 2 rồi đó. Ở trên cái lầu, cái khu vực mà cửa sổ mà con bé này nó hướng ra khu rừng ấy là nó hay thường xuyên nghe được cái tiếng gầm gừ ở bên ngoài nha. À, nghe cái như là tiếng của ma sói nha. Thank you.
dậy. Có tiếng ai đó đang gọi con bé này anh em ạ. Ôi đừng có quay mặt lại nha Lucy, đừng quay lại. Ui vãi shit. Má đã bảo đừng quay lại rồi mà. Đã nhắc vậy rồi mà. Má lại thêm một cơn ác mộng nữa. Bây giờ thì con bé này nó nghĩ rằng nó sẽ đi kể cái ác mộng này cho những đứa bạn. À, bữa sáng sẵn sàng chưa Lucy? Hình như con vẫn chưa sẵn sàng phải không? Mình phải mặc đồ thôi. Hôm nay là cái lễ hội vụ mùa ở đây anh em ạ. Ôi, quần áo của mình đâu nhờ? Lấy cái ná theo không? Không. Lấy cái ná theo luôn. Đúng rồi. Ờ, cái gì nữa nhờ? Tắt nè. Ui, mẹ con mèo vãi shit. Dạ, thay đồ. Rồi, xong rồi. Ok, bây giờ thì sẵn sàng đi rồi. Để xem. À, it's a list in chỗ này. Đây là một cái danh sách. Mình sẽ cần phải làm cái gì đó trong cái danh sách này ha. Ok. Mình sẽ phải xem những cái ghi trong cái danh sách này nè. Đâu rồi? Bánh mì nè, nấm, nước và lại với là cái gì đó. Mình cần có một cái giỏ. Cái giỏ đâu ta? Mình cần có một cái giỏ để mà chứa, để mà bỏ những thứ này đem đi anh em ạ. Cái giỏ ở đâu ta? Xuống đây ha. Đâu để xem nào. No. Cái này là cái gì? Nó giống như là format lên men phải không? Đúng rồi. Mình đâu cần táo đâu. Thôi, cứ đi ra ngoài đã. Dạ. Không nhầm thì là mình có 4 đứa bạn đó. Với con gà nè. Rồi, bây giờ thì mình đi làm theo cái click đó thôi. Con bé kia nó không đi theo mình ta. Bánh mì đây rồi, nhưng mà mình cần phải có một cái giỏ. Rồi, không có ai trong nhà cả. What? Ai đó vừa mất tích.
hình cái một thần lính cầm cung. Ông này đang câu cá, ông nói con bé là nó nhỏ tiếng thôi, không cá nó là sợ nó chạy mất. Báo thị trấn này kể ra nó cũng to mà ta. Đây rồi, rau nè. Con cần gì đấy Lucy? À, rau. Con bé này nó đi lấy rau cho bà mẹ, nhưng mà không may là cái ông trong cái nhà này, ông gặp chìa khóa ông đi rồi, nên cái bà này bà cũng không vào lấy rau được. Rồi không được ha, không được thì mình đi chỗ khác, bánh mì cũng không được, rau cũng không được luôn. Ui, đây là cái tấm bảng mà nói về những người bị mất tích phải không? Thi thoảng đi qua đây thì mình sẽ thấy có thêm một gương mặt mới. Ây cha, thằng này nó không cho mình đi qua. Ok, mình có một cái xô. Cái xô này thì mình sẽ đi lấy nước. Mình cần nước mà. Đâu, để xem nào. Cái nốt của bà mẹ đưa cho mình. Cần có nước này. Có. Làm sao để lấy nước nhỉ? This is where we get our water. Ừ đúng rồi, mình phải bỏ cái xô vào trong này. Đó, vậy. Đúng rồi. Giờ có xô nước. Lấy cặp đét rồi nha. Có nước rồi, bây giờ thì mình đi kiếm mấy cái khác thôi. Cái thằng này nó ném bóng mạnh quá, quả bóng nó lại mắc trên cái tháp chung rồi. À đúng rồi, mình có cái ná mà đúng không? May quá. Đó, mình có cái ná nè. Bắn đi, bắn đi. I like you, but my love is broken. Cái ná này nó bị hỏng rồi. Nghĩa bây giờ mình phải tìm một cái bộ phận để mà sửa cái ná này lại, sau đó thì mới lấy được cái quả bóng đó xuống giúp thằng đó. À, đi vào rừng được không ta? Không cho mình đi ra ngoài kia. Có nơi nào mình chưa từng đi qua không ta? À, khu vực này phải không? Khu vực này đi rồi. Khu vực này là có cái tiệm bánh mì. Đây chỉ là một đống rơm thôi. Mình cần phải tìm một cái giỏ nè. Cái giỏ, tìm một cái gì đó để sửa cái ná này. Đấy. Thằng này đang nhìn vào một tấm hình.
Ê, có khi đây là đứa con của ông, của con bán bánh mì bị mất tích ấy. Mùi bánh mì thơm quá. Chết rồi. Ồ, một cái hộp. Ơi, có khi mình cái hộp này đựng bánh mì được mà phải không? Hay là bánh mì này mình đựng nấm? Ừ, có khi để mình đựng nấm ấy. Chán nhỉ. Chà, khó hiểu thật chứ. Để xem nào. Đây là nhà của mình. Trong này là cái hòm gỗ nè. Một cái sticker gì đó nữa. Bây giờ mình sẽ đi quanh quanh mình kiếm mấy cái đồ mà còn thiếu nha. Cái hộp nhạc bị hỏng nè. Phải có cây búa thì mới nhổ được mấy cái đinh đó. Là hết rồi. Nè, mấy cái đinh nè. Đây là nhà kho mà nhà kho này không có vô được nha. Ê, có thể lấy đồ được trên cái giấy phơi này nè. Ok. Bây giờ thì mình có thể ghép đồ được nha. Cái này với cái này. Làm sao đi ghép ta? Vậy hả? Chết rồi. Ồ, ghép được rồi. Ok, sửa cái ná xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi giúp cái thằng Blue lấy quả bóng xuống. Con này bắn giỏi ta. Thích hát cực kỳ ấy. Sau này có thể là mình sau này mình có thể chơi nhạc trên những cái sticker đó. Cái gì á? Giờ sao mà để mình vá lại được nhờ? Sao? Thế này phải không? Thế này là thế nào nhỉ? À đúng rồi.
Oh. Thế này hả? Oh yeah. Kiểu như là mình vá là cái ký ức của thằng này hay sao ấy. Này là gì ta? Rồi, bây giờ thì có thêm một cách tương tác nữa. Đây có lẽ là cơn ác mộng mà con này hay trải qua phải không? Là bị con quái vật nó ăn phải không? Wow, ước mơ của ông này là câu được một con cá lớn hả? Bà đã phải nuôi nhiều mèo thật sự ấy. Vào đó được, vẫn chưa vào đó được. Đây là con của ông ta hay là ông ta ta? À rồi xong, ký ức bị lãng quên rồi. Bây giờ thì mình cần phải may cái ký ức này lại thôi. Bốn đường nè. Cái này sao nhìn nó lạ vậy ta? Wow, yeah. Qua được rồi. À, vậy là con ông này kiểu như là đi vào rừng, sau đó là bị kiểu như bị lạc đường, không trở về được. Cái gì như là như vậy, ổng tìm không được con, ổng bây giờ ổng buồn ấy.
Ông ta nói ông ta là một kẻ hèn nhát, bây giờ ông ta cần phải đi tìm con của ông ta. Lucy, cháu đang làm gì ở ngoài cửa vậy? Được rồi mẹ, cháu đã đặt bánh mì ở đây. Ta sẽ trở lại ngay. Đợi chút, ta sẽ trở lại ngay. Đây là bánh mì của cháu. Nó vẫn còn ấm. Ok. Và đây là kẹo phải không? À. Khi nào thì tìm bánh mở cửa lại? Tìm bánh này sẽ luôn đóng, sẽ đóng cửa cho hết ngày hôm nay. Và hôm nay ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đến lúc phải đi rồi. Bây giờ thì ông này ông sẽ đi vào rừng đi tìm con của ông này là Luca ở trong khu rừng đó hả? Gia đình con đang chuẩn bị cho cái này là cái gì ta? Cho lễ hội sắp tới phải không? Bây giờ con hãy về giúp mẹ đi, bà ta đang cần con ấy. Gặp lại con sau Lucy. Bây giờ thì ông này ông sẽ đi vào trong rừng để tìm đứa con của ông. Sau một đêm ông ngồi trong nhà ông kiểu như là ông bùng. Bây giờ thì mình đã có hai cái rồi. Đây mình thiếu nấm với lại đây, rau phải không? Đó là nấm và rau phải không? I have a red empty pot. Nấm hả? Được rồi, bây giờ thì mày làm cái gì giờ? Đây. Cái thằng nhỏ núp sâu này nó có cho mình đi qua không đây ta? À, thằng này nó cần kẹo. Má, thằng khốn nạn, thằng này là cái thằng nãy giờ nó không cho mình qua bởi vì là nó kiểu nó tấn lột ấy, anh em cần phải có phí qua đường ấy. Rồi kẹo của chú em đây. Nhìn nè, Silver. Tớ có kẹo đây. Sợ mắc cái kẹo anh em ạ. Đừng nói cho ai hết. Ôi đâu, vẫn chưa được đi qua đoạn này luôn hả? Chơi gì lạ vậy? Cho kẹo Roma. Cho kẹo Roma, vẫn không cho mình qua luôn. Ôi đâu, nhưng mà ít ra bây giờ thì... Á, nó bảo mình có thể đi xuyên qua cánh cửa này, trèo qua cánh cửa này. À, rồi rồi, có cái hộp. Ok. Được rồi, bây giờ thì trèo qua cánh cửa này và đi ra hướng khác thôi. Wow. À, tụi nó đang chơi ở ngoài này nè.
có một thằng canh chừng không cho đi qua đây mà. Không thể hát cho tụi này nghe được nữa. Mình chỉ có thể nhìn qua cửa sổ thôi, không thể trèo qua được. Chết rồi. Thằng này tên là Red hả ta? Chết rồi. Kiểu này là mình sẽ nhận một cái bad ending thôi. Tụi nó giận mình rồi. Tại vì mình không tìm ra được thằng Red nên mình phải kiểu như là vậy thôi. Wow, có cái âm thanh gì ở ngoài rừng vậy? Chết rồi, từ bây giờ thì tụi nó sẽ không chơi với mình nữa đâu. Thôi mà kệ chuyện đó, bây giờ thì đi lấy lại cái đến chỗ bà kia để mà mình lấy rau nữa. À, rau đây rồi. Ok. Mình có cái gì rồi nhỉ? Thiếu nấm nữa thôi. Nấm ở đâu ta? Nấm có khi là phải đi vào rừng hái. Giờ có mọi thứ là thiếu nấm thôi. Chỗ này lúc nãy mình chưa đến nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Oh, cái dấu móng chân này. Có nấm ở đây không ta? Để xem thế nào vừa nhặt được cái dấu móng chân này. Đây là những cái dấu móng chân dài nó nằm ở ở ngay cái khu vực phía sau nè. Nó ồn ào cái gì má, làm sao để lấy nấm ta? Thiếu một nấm nữa thôi là đủ rồi á. Giờ thì mình không cần phải vào trong ngôi nhà này nữa. À, có đống rơm nè. Ở đâu? Nắm ở đâu bây giờ nhỉ? Thiếu mỗi nấm nữa thôi là xong rồi. Có con mèo trong này phải không? Làm sao vừa ta, trời đất ơi. Đi tìm nấm mà khổ quá vậy. Hay phải lấy đồ dụ con mèo ta. Đúng rồi, lấy hộp giấy này nè. Đúng rồi, lấy hộp giấy dụ con mèo ra. Này, no no. Nhảy vô đây. À, vậy là mình thiếu đồ chơi cho con mèo đó nữa. Mày chết với tao nha. Mình phải đi tìm con chuột giả. Có được một chút manh mối rồi nha. Lúc trước mất con chuột ở đâu nhỉ? À đúng rồi, có khi mình đi xuống xong mình đi lên lại là nó sẽ nhảy vào trong cái hộp nó nằm ấy. À đúng rồi nè. À nó nhảy vào trong cái hộp rồi. Ok nha. Tìm được một cái lục lạc ở cổ con mèo ấy. Ok, bây giờ thì mình có thể mở được cái này ra phải không? Ok, bây giờ thì mình mang cái hộp đi được không? Nào. Ôi sao khó hiểu quá vậy? Mình có cái đồ gì cho nó không ta? Bánh mì. No.
Thế rồi. Quay trở lại nữa. Đó, như vậy. Hát cho nó nghe. Quay mắt là hát cho nó nghe. Nó mơ về con cá nên mà nó ăn thấy cá rồi. Khi nào mà kiểu như khi nào mà kiểu như là kiểu như là cái gọi là cái tờ giấy nó bị rách thì mình cần phải giúp đỡ thì phải. Con bé nào có giúp được mình gì không ta? Sao mà khó dữ vậy? Oh wow, nắm ở đây. Vãi shit. Có cái gì đó trong rừng kìa. Ui vãi, một con chim thôi. Ban ngày mà sao đi vào gần ngay cái cửa khu rừng đó, nó thu vậy ta. Trong khi ở ngay giữa làng nó sáng trưng luôn ấy. Vậy là đủ đồ rồi nha. Được rồi, bây giờ thì về đưa nấm cho mẹ thôi. Đâu rồi nhỉ? Ờ, đây rồi. Nấm nó nằm ở cái góc khuất khó thấy lắm anh em. Đi qua đi lại mấy lần. Giờ đây là lễ hội nha, lễ hội mùa vụ. Ăn mừng sau một vụ mùa bội thu ấy. Wow, một cái túi ăn trưa phải không? Túi sandwich của bà mẹ bà làm cho. Giờ sao? Giờ mình đem cho 5 đứa này hả? Phát cho 5 đứa. Có phải không ta? Không phải hả? Không phải luôn. Mấy đứa này nó giận mình không nhờ? Tụi này tụ tập lại đây mục đích là để kể những cái câu chuyện mà kinh dị mà hàng năm diễn ra ấy. Tụi này còn giận mình không ta? Thằng này tên là Red này anh em. Thằng này là thằng mà lấy cái nấm cửa để mà làm thành cái bánh xe của cái ván trượt ấy, xong rồi bị mình đi mất cái bà chị kia bà mắng cho một trận. Có vẻ như mọi người như là hết giận rồi hay sao ấy.
Năm cái túi này bây giờ mang đi cho ai ta? Lúc nãy cũng chưa kịp nhìn nữa. Cho những người này phải không? Không có ai tôn trọng luật ở trong cái thị trấn này. Đó chính là lý do mà mọi người bị biến mọi người bị gọi như là bị biến mất, bị bắt cóc. Nước táo của cái có khi gọi là thành rượu táo được đấy chứ. Bà chị bán rau. Giờ sao ta? Giờ sao? Đúng rồi, phải đi hỏi bà mẹ thôi. What? No. Mình không thể dùng cái này được. Ôi con chó. Mình mang cho những người này. Wow, sandwich ngon chứ hả? Thank you. Một người rồi, đây. Ông này không cần. À, hai ông bà già này nữa nè. Đúng rồi, mình sẽ phân phát sandwich cho những người xung quanh đây. Không có ăn sandwich nha. Đây rồi. Coi lại một phần sandwich cuối cùng này. Mang cho ai bây giờ nhỉ? À đúng rồi. Cái khu vực này không đi qua được. Cái khu vực của cái ông, khu vực về nhà mình cũng không đi qua được luôn. Tất cả khu vực này đều không đi qua được luôn. Đó, cái bánh còn lại đem cho ai nhỉ? Không cho ai cả. Ôi lạ nhỉ. Chết rồi, lúc nãy mình hai ông bà này giận mình rồi. Còn chớ để tí xuống. Ui hai người này chắc giận mình rồi hay sao ấy, không lấy bánh hay sao ấy nhỉ. Đâu để xem thế nào, một cái phải không, hai ba ai nữa nhỉ, hai bạn này anh lấy một cái là bốn phải không, một cái thứ năm cho ai. Sẽ quyết làm cho con chó hả? Mình được thêm một cái sticker. Ác, xong rồi. Giờ về nói chuyện với mẹ thôi. Tụi này ngồi lại bắt đầu kể kiểu mấy cái con quái vật ở sống xung quanh khu rừng này. Đợi chút nha.
Con này tên là Sherry, Sunny, Scary Story. Đây là một câu chuyện của Timmy đỏ rất lâu trước đây. Trước khi chúng ta được sinh ra, một đứa trẻ tên là Timmy sống ở ngôi làng, sống ở trong ngôi làng này. Anh ta có mái tóc màu đỏ giống như là cái gì nhỉ? Và cậu ta thích gây rắc rối. Cái gì đây? Ai đi siêu à? Cái gì đây? Cái này là kiểu như là mình đang bịa ra một câu chuyện phải không? Mình đang bịa ra một câu chuyện ấy, giống như vậy. Vậy là ăn trộm bắp đi. Và giấu nó trong cánh đồng. Và một cái con bù nhìn. Có vẻ bây giờ ổn hơn rồi đó. Wow. Mình đã bị một câu chuyện khiến cho tụi nhỏ này biết sợ rồi đó. Tụi nó khá là bất ngờ về câu chuyện của mình luôn. Bây giờ thì đến thằng Red nó kể chuyện. Đây là câu chuyện mà những con quái vật nó tấn công những người sống ở những người mà đi ra khỏi ngôi làng và đi vào rừng đó. Thôi thì mình thì bỏ qua những chuyện của đẻ con, thì tụi nó chỉ kiểu như là tụi nó bịa ra những câu chuyện thôi. Rồi sao? Như đây là bố của thằng Red phải không? Gọi nó về rồi. Vì cái thằng Red này nó dọa cho tụi nhỏ này kiểu như là ré to quá. Blue đâu rồi nhỉ? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Như thằng Blue nó sợ quá, nó trốn đi đâu, nó khóc rồi sao? His uncle disappeared in the forest some time ago. Nói cho ông chú của thằng này đó, thằng Blue ấy, đã bị mất tích vào trong. Trước đây là cái ông chú của thằng Blue này cũng bị mất tích ở trong rừng ấy, nên thành ra khi nghe mà những cái câu chuyện mà kiểu của thằng Red nó kể là những con quái vật nó bắt những con người giấu vào trong rừng ấy, thì thằng Blue này nó khóc hay sao ấy. Lucy. Con có nghe mẹ không đấy? Cái gì vậy? Cái nơ phải không? Giọng của con thật là tuyệt vời, Lucy. Mẹ rất ít khi hát ở chỗ đông người, nhưng mà nghĩ con có thể làm điều đó. Red đã bị bắt về nhà và không được cho tham gia lễ hội bởi vì cậu đã làm cho mọi người ở đó sợ. Đó là có rất nhiều câu chuyện về nó, câu chuyện về cái thị trấn của chúng ta.
Và mọi người ở đây có một cái luật lệ là không được hét to, không được gọi là nói quá lớn anh em ạ. Đó chính là lý do mà thằng Red nó bị ông bố của nó bắt về nhà và không cho tham gia lễ hội. Vì là khiến cho cái tụi nhỏ này kiểu như là kể chuyện cái tụi nhỏ này sợ quá. Điều này thật sự rất là khó giải thích. Đôi khi sợ hãi, sợ sợ sẽ bắt đầu từ cái giọng của chính mình. Nhưng nếu con muốn thì mẹ có thể dạy con nhiều bài khác. Con thích được hát cùng với mẹ. Olivia Buckes, this up to do. Cái Olivia là cái khu vườn của cái vườn táo, phải không? Vườn táo ở ngay cái khu vực mà trồng rau của cái bà chị kia. Hình như là bây giờ bà mẹ bà đi đến cái khu vườn đó để trả cái giỏ sách hay sao ấy. Bây giờ thì mình ngồi đợi ông bố về thôi. I'm done. Smell good. Mẹ đi đến chỗ của dì Olivia để trả cái giỏ rồi. Hả? Nhưng bây... Mẹ con đi lâu chưa Lucy? Mẹ mới ra ngoài được một lúc thôi. Ở ngoài đó thật sự rất là tối. Bố. Chết rồi. Tại sao không để ngày mai phải trả cái giỏ ta? Bà mẹ này cũng hài thiệt chứ. Ui, kinh dị thật chứ. Cảnh tượng gì vậy? Một con sói hả? Rồi, con này lại ngồi xuống. Ủa, ở trước cửa nhà mà ta. Cái cảnh quay lúc nãy là mình thấy mình chạy ra kiểu như ở đâu đó mà bây giờ thấy ngồi trước cửa nhà. Rồi, con mai ông bố ông quay trở về. That night, Đêm đó Eloise never came back home. bà mẹ ông bé này đã không trở về nữa. What? You got a note. Chết rồi, bà mẹ này đi đâu rồi? Có khi bị bắt cóc luôn rồi. Qua chapter 3 anh em ạ. À. Hình như là bà mẹ của con bé này bị mắc cóc, bị mất tích rồi anh em ơi. Rõ ràng là mọi người ở đây đều hiểu rõ là không được đi ra ngoài vào ban đêm mà. Sao bà mẹ này lại như vậy ta? Tìm kiếm. Đây là một cái ngã ba đường. Mẹ đang ở đâu? Tiếp tục tìm kiếm. Có một người nào đó đang cút đất tìm sự giúp đỡ. À, mẹ cháu ở đằng kia nhá. Đây là đâu nhỉ? Cái khung cảnh này là khung cảnh ở trước nhà mình, cái dây phơi phải không? Chỗ mà ông bố của con này nó cái xưởng 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 gỗ của ông bố ông này phải không? Người nào đây? À, những người này. Dưới cái hố này hả? Nhìn xuống dưới. À, đừng nói bị đẩy xuống luôn chứ. Nhìn gần một chút. What? Mẹ con bé đó nè. Nhảy xuống hả? À, cái gì vậy? Lại một con ác mộng nữa. Phải không? Một cái ác mộng phải không? Lại là một cái ác mộng đó anh em ạ. What was that? Chuyện gì vậy?
Có chị, có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi. Chúc một ngày tốt lành, Sweetie. Có vẻ như cậu ngủ rất là ngon đêm qua. Tôi vẫn không thể tin vào điều đó. Mẹ đã biến mất và đó là lỗi của tôi. Wendy, tôi có một số thắc mắc. Mọi người biến mất. Cái gì nhỉ? Có thể mọi người đang ở một nơi nào đó ở ngoài kia. Và tụi quái vật. Và tụi quái vật mà mình thấy vào đêm đó, tại sao tụi nó không đến bắt mình? Sự thực là tôi không biết gì cả. Nhưng có lẽ người nào đó ở thị trấn này biết về điều gì đó. Có lẽ bây giờ mình sẽ đi xung quanh và hỏi những người hỏi hỏi những người xung quanh đây. À, bắt đầu với bố thôi nào. Ok, bây giờ thì đi hỏi ông bố những chuyện xảy ra ở cái thị trấn này. Ông bố đi đâu đó rồi, ông để lại cái tờ giấy trên bàn ấy. Thì nó đã ha. À, một tờ giấy này. Ông bố này thì lúc nào cũng lo lắng không cho mẹ con bà mẹ với đứa con này ra khỏi nhà vào ban đêm, nhưng mà mẹ thì lại không tin vào cái điều đó. Không tin vào có những con quái vật ở ngoài kia, nên thành ra là bà cái khi mà đứa con ở cái chương 1 gì đó, khi đứa con mà nó chạy ra đường nó đi tìm cái con mèo ấy, thì là bà có không cản. Bà bảo con bé này đi gần nhà thôi, ông bố ông thấy vậy ông cũng chiều ấy. Đến bây giờ thì bà mẹ ban đêm trời chiều muộn rồi mà bà vẫn đi trả cái giỏ, bà cố đi trả cái giỏ rồi cũng bị mất tích luôn. Bố cần phải đi giúp bác Tom ở ở ngoài cánh đồng hôm nay. À, bố sẽ trở về sớm thôi. À, đừng đi ra ngoài một mình và đừng lo lắng về bữa tối. Bố sẽ về. Bố sẽ về, nó sẽ về thôi. Ok. Tặng cho con gấu bông này. À, nhớ giữ gìn nó cẩn thận nhé. Đây là một món quà cho mình, nó thật là mềm mại. Không có bố ở đây và mình thì cũng không được ra ngoài. Là sao? Là ông bố ra ngoài ông khóa cửa lại rồi hả? Chắc cái con bé này nó cũng kiểu như nó cứng đầu lắm mà phải không? Có ai đó trước cửa. Vào đi. À, vậy là cửa không khóa hả? Đây là dì Olivia. À, chào cháu gái. À, hôm nay thế nào? What? Bà mẹ bước qua nhà bà dì nè, để bà trả cái giỏ mà. À, dì xin lỗi vì cái câu hỏi ngốc nghếch đó. Nhưng mà đừng đứng đó nữa, đến đây. Dì có cái này thì cho con nè. Đây, bánh cookie vẫn còn nóng. Dì hy vọng con sẽ thích nó. Bố của con đâu rồi nhỉ? Ông ấy không có ở nhà. Dì hiểu rồi.
À, khi nào thì ông ấy trở về nhỉ? Đâu. Dì thật sự xin lỗi cháu yêu. Đây đúng là thật sự là một thời điểm khó khăn khi không có mẹ cháu ở đây. Dì vẫn còn nhớ về đêm đó khi mà mẹ cháu biến mất. Dì chỉ muốn nói với cha cháu về những chuyện đã xảy ra. Xin lỗi nhưng đêm đó dì thấy mẹ cháu đêm đó hả? À, không không. À, dì đã không thấy. Dì không thấy ai cả. À, bà dì này phải thấy mẹ con này rồi. Mẹ cháu đi đến tìm dì. Mẹ cháu đi đến để trả cho dì cái giỏ. À, đúng rồi, cái giỏ. Dì thấy cái giỏ để trước cửa nhà. Bố cháu vừa mới đi ra khỏi nhà thôi. À, nếu gì muốn ở lại đây đợi thì chúng ta có thể nói chuyện. Cháu muốn hỏi gì một số điều về cái gì này? Con búp bê này thật là đẹp. Đây là món quà từ bố của cháu ha? Tại sao chúng ta lại không ra ngoài chơi với lại con búp bê này nhỉ? Dì sẽ ở đây đợi ông ấy trở lại. Nhưng mà cháu muốn biết gì hả? Thôi cái đoạn này mình bỏ qua đi. Các bạn như bà này, bà không muốn nói đến cái chuyện xảy ra đêm đó, và các bạn như là bà cũng thấy được mẹ con bé này hay sao ấy. Cháu biết cần phải làm gì, cháu sẽ làm trà thì phải, cháu sẽ đi pha trà cho bà dì này uống thì phải. Phải không? Bây giờ thì mình phải đi pha trà đúng không? Thật sự đến bây giờ thì là mình không biết phải làm gì luôn ấy. Được rồi. Ông bố không muốn mình đi ra ngoài. Rồi, vậy là mình đi pha trà cho bà này uống á. Múc nước nè. Ok. Múc nước rồi nấu ăn cách gì? Pha trà thì chắc ở dưới này thôi. Cái này là tủ chén. À, đúng rồi, tủ chén để lấy mấy cái ly ra uống nước. What the matter? Có gì đó bị kẹt rồi hay sao ấy? Phải không? What? Vậy là mình có thể xoay cái này. Ok. Ok. Vậy là cái nhãn của những cái từ dạy của những cái lọ này nó bị rách rồi. Mình sẽ kiểu như là gắn lại. Nhưng mà thôi đi, mình sẽ dừng video ở đây rồi. Lúc khác mình sẽ chơi tiếp bởi vì thời gian bây giờ cũng khá là muộn rồi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở video sau nha. Bye bye.